Chiều nay ngày 18 tháng 1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành của tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện các hoạt động góp phần đảm bảo nhiệm vụ đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tạo cầu nối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch giữa nhân dân tỉnh Thanh Hóa với nhân dân các nước có quan hệ hợp tác với tỉnh. Trong năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tích cực chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại của tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, công tác đối ngoại nhân dân, duy trì quan hệ tốt đẹp với các tổ chức phi chính phủ nhằm thu hút nguồn tài trợ phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.